kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tại sao đem 800.000 trẻ em làm vật thí nghiệm. Bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng được đăng trên trang Người Việt. Tại sao năm nay Cộng sản Việt Nam vẫn đem 800.000 học sinh năm 6 tuổi ra làm vật thí nghiệm cho phương pháp học đánh vần 3 cờ, tức là ZQK đều đọc là cờ của ông Hồ Ngọc Đại và nhóm công nghệ giáo dục. Lúc đầu phương pháp 3 cờ được thí nghiệm, có lẽ vì thời thế Ông Hồ Ngọc Đại đội tiến sĩ Đại học Tổng hợp Lomonosov, Moscow rất uy tín. Về nước năm 1978, ông được Liên Xô tài trợ mở trường giảng võ dạy theo một cách đang thí nghiệm của Liên Xô. Năm 1978 là lúc Việt Cộng quay sang tôn thờ Liên Xô chống Trung Cộng. Ông Hồ Ngọc Đại, con rể của Lê Duẩn, người đã tuyên bố Liên Xô là tổ quốc thứ hai. Khi ông Lê Duẩn chết, phương pháp này cũng bị bỏ rơi chị còn đem thử ở các tỉnh miền núi để dạy trẻ em gốc dân tộc thiểu số. Nhưng phương pháp đánh phần ba cờ có giá trị hay không? Ông Nguyễn Thành Trí ở Sài Gòn đã khẳng định, rất đáng tiếc chúng tôi phải nói Hồ Ngọc Đại đã sai từ đầu, sai từ căn bản của tiếng Việt. Ông Đại quên rằng tiếng Việt khác tiếng Nga một điểm căn bản, tiếng Việt là tiếng đơn âm, tiếng Nga đa âm. Tiếng Việt không cần phải sử dụng các ô vuông hình tròn hoặc hình tam giác làm phương pháp đếm số vần hay số âm tiết. Cho nên ông Hồ Ngọc Đại muốn dạy học sinh mẫu giáo và lớp 1 biết được một khái niệm khoa học về tiếng. Tiếng là một khối âm toàn vẹn được tách ra từ chuỗi lời nói, thành từng tiếng rời và mô hình hóa dưới dạng các vật thay thế. Để học sinh được học cách lấy các âm từ trong tiếng với các thao tác phân tích tiếng thành các đơn vị ngữ âm nhỏ nhất là âm vị. Như đã trình bày trong mục này, Việc dạy cho các em 5-6 tuổi các khái niệm trong môn ngôn ngữ học như trên là vô ích. Các sinh viên môn ngôn ngữ cần phân tích như vậy. Con người bình thường không ai cần biết mà vẫn nói được. Trẻ em Việt Nam từ bao thế kỷ nay cũng không cần biết các khái niệm khoa học đó mà vẫn tập đọc tập viết bình thường. Ông Nguyễn Thành Trí thấy tức cười khi nghe ông Hồ Ngọc Đại giải thích rằng nếu theo phương pháp ba cờ, học sinh lại được tiếp tục rút ra các khái niệm khoa học từ các thao tác như phát âm, phân tích bằng tay, bằng miệng, nhận xét luồng hơi khi phát âm để nhận ra đâu là nguyên âm, đâu là phụ âm. Quả nhiên là quá tức cười, trẻ em lớn lên nói tiếng Việt vì biết bắt trước, không ai cần những khái niệm khoa học như phát âm, cũng không ai cần phân tích, nhận xét luồng hơi khi phát âm và không cần nhận ra đâu là nguyên âm, đâu là phụ âm. Nếu ai cũng cần học cho biết đủ các khái niệm khoa học đó, thì 90 triệu người dân Việt Nam không ai biết nói, biết đọc tiếng Việt cả. Tại sao muốn dạy trẻ tập đánh vần mà người ta lại vẽ rắn thêm chân như vậy? Đây là một bệnh căn bản trong nét suy nghĩ của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần nô lệ và giáo điều. Giáo điều là học được một thứ gì rồi, bèn coi đó là một chân lý cao siêu, chăm chắm đem ra thực hành, không suy trước nghĩ sau xem có thích hợp với hoàn cảnh xã hội nước mình hay không việt cộng học được chủ nghĩa cộng sản thấy lenin và stalin đã nhờ vũ khí đó mà chiếm được chính quyền thế là nhắm mắt chạy theo từ óc giáo điều đẻ ra tinh thần nô lệ hồ chí minh nói nhiều lần bác cháu chúng ta có thể lầm nhưng đồng chí stalin không thể nào lầm được ông nguyễn văn chấn còn ghi lại câu nói đó trong hồi ký Ông Hồ nói thế để chứng minh ý mình nêu ra mới đúng là đường lối của Stalin, thế là bịt miệng tất cả các ý kiến khác. Đại học Lomonosov rất lớn, sản xuất nhiều nhà toán học và khoa học xuất sắc. Nhưng trong các khoa học nhân văn như tâm lý, xã hội học, thẩm mỹ học, vân vân, thì các đại học ở Liên Xô trở thành lạc hậu vì hoàn toàn bị Đảng Cộng sản kiểm soát tư tưởng. Ngôn ngữ học mà chịu nô lệ theo giáo điều thì cũng khó tin. Một cách để xác tín các phương pháp ngôn ngữ học là đem ra thí nghiệm. Nhưng phương pháp ba cờ có được thử thách trước khi đem áp dụng trên 800.000 trẻ em hay không? Hoàn toàn không có. Ông Phùng Hoài Ngọc trên VNTV viết Tôi rất ngạc nhiên vì sao một chương trình thực nghiệm kéo dài đến 40 năm mà không có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Tin tưởng và kiến thức học ở Liên Xô, nhắm mắt không nghĩ đến căn bản tiếng Việt khác tiếng Nga, đó là do óc bảo thủ, giáo điều và nô lệ. Theo ông Nguyễn Thành Trí, ông Hồ Ngọc Đại còn yêu cầu thầy cô giáo dạy học sinh nhỏ học ở lớp vỡ lòng, cũng phải hướng dẫn các em học thuộc lòng, theo bốn mức độ to, nhỏ, nhẩm, thầm, để các em khắc sâu hơn lời nói. Đây đúng là phương pháp dạy nói cho người nước ngoài, không biết tiếng Việt. Ông Hồ Ngọc Đại còn nói rằng, theo phương pháp công nghệ giáo dục của ông, phụ huynh không dạy được con cháu tập đọc được, và cá nhân là tế bào của xã hội chứ không phải là gia đình. Chế độ Cộng sản khắp thế giới đều phá nát hệ thống gia đình. Ở Nga hay Tàu đã làm vậy, khi đó Đảng Cộng sản thống trị dân chúng dễ hơn. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ cùng với các tín điều Cộng sản, tại sao nền giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục đem trẻ em ra làm thí nghiệm? Không những thế còn mở rộng ra gần 1.500 trường trên toàn quốc động cơ mới là kinh tế thị trường, nói vắn tắt là tiền. Theo ông Nguyễn Quang Duy ở Úc, những nhóm lợi ích tư đã lũng đoạn thị trường giáo dục Việt Nam, trong đó có việc bán sách. Ông cho biết tại Úc học sinh tiểu học không sử dụng sách giáo khoa, nhưng sách giáo khoa là một nguồn kiếm tiền lớn ở Việt Nam. Trong khi các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng có thể chiếm đất hoặc biến đất công thành của riêng các bộ kinh tế tài tránh tha hồ ăn hối lộ, thì trong bộ giáo dục, sách giáo khoa cũng là đất cho các nhóm quyền lợi tư khai thác. Báo Người Việt cho biết, năm ngoái, một nửa số sách bán trong nước là sách giáo khoa. Và dường như nhà xuất bản giáo dục, cố tình tạo ra cơn khan hiếm sách, khiến cho phụ huynh phải chạy vậy, lùng sục khắp các nhà sách. Mỗi năm, phụ huynh phải tốn đến 1.000 tỷ đồng, tức là hơn 43 triệu đô la, để mua sách giáo khoa cho con em dùng một lần sang năm phải chi thêm 43 triệu đô la khác. Vì vậy, Bộ Giáo dục Cộng sản Việt Nam đã thay sách giáo khoa lần thứ nhất năm 1981 đến 1992. Vừa xong tháng 10 năm 1993, Bộ Giáo dục lại đã làm bộ sách giáo khoa thứ hai từ năm 1996 đến 2008, nhờ vay 78 triệu đô từ ngân hàng thế giới bộ sách giáo khoa thứ hai vừa xong năm 2008, thì Bộ Giáo dục lại bắt đầu thực hiện đề án đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa một lần nữa. Năm 2000, Quốc hội quy định cả nước chỉ dùng chung một bộ sách giáo khoa và Bộ Giáo dục chiếm độc quyền in và bán sách cũng như xin viện trợ quốc tế. Ông Nguyễn Quang Duy nhắc lời, ông Nguyễn Quang Duy nhắc lời ông Hồ Ngọc Đại, chính cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng với Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã ủng hộ ông lách luật bằng cách đặt tên chương trình dùng sách giáo khoa của ông chỉ là thực nghiệm. Các báo trong nước cho biết sách học tiếng Việt lớp 1 của ông Hồ Ngọc Đại bán đắt gấp 3 lần sách thường. Chỉ riêng năm học 2018-2019 có 800.000 học sinh được dạy thí điểm. Mỗi bộ sách tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục có giá 340.000 đồng, tức là hơn 14 đô la. Nếu 800.000 phụ huynh phải bỏ ra mua sách thì đã lên đến 272 tỷ đồng, tức là gần 12 triệu đô những ai được chia nhau hưởng món tiền đó. Ông Duy nêu vấn đề then chốt, mọi sách giáo khoa kể cả tài liệu tiếng Việt công nghệ giáo dục đều được soạn từ ngân quỹ quốc gia. Cho nên, lẽ ra mọi người được quyền in để sử dụng. Việc độc quyền xuất bản rồi bán như hiện nay là hoàn toàn sai trái. Đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người dân Việt Nam. Đảng Cộng sản bắt đầu là một nhóm cướp chính quyền để áp đặt một chế độ nô lệ giáo điều củng cố quyền lực khi phong trào cộng sản tan rã, họ đổi mới để biến thành những nhóm quyền lợi riêng tư, thao túng mà kiếm tiền. Dân tộc Việt Nam đã bị đem ra làm vật thí nghiệm cho chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ ngay trong nền giáo dục, trẻ em Việt Nam vẫn bị đem ra làm vật thí nghiệm. Thầy Nguyễn Lân Hiếu được Dinh.vn dẫn lời cho biết, Tôi tôn trọng sự tranh luận, nhưng tôi cũng quyết lôi ra ánh sáng. Nếu có những lợi ích đằng sau việc xóa sổ công nghệ giáo dục với môi trường ở mảnh đất vàng liễu Sai, Hà Nội, hay phục vụ mục đích độc quyền bán sách giáo khoa ở Việt Nam. Riêng việc làm rõ mục đích bán sách giáo khoa độc quyền ở Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ và ủng hộ, thậm chí mong muốn được đồng hành cùng Thầy Nguyễn Lân Hiếu để làm rõ việc này. Còn về ngôi trường ở mảnh đất vàng liễu Giai, chúng tôi cũng xin mạn phép cung cấp thêm thông tin để Thầy Nguyễn Lân Hiếu cũng như những ai quan tâm tiện theo dõi và tìm hiểu. Diễn từ nhận giải thưởng Phan Châu Trinh của giáo sư Hồ Ngọc Đại năm 2009 viết rằng sau một năm đưa phương án công nghệ giáo dục về địa phương, được các địa phương thừa nhận là có hiệu quả và đầy hứa hẹn. Lúc đó, trường thực nghiệm cũng đã phát triển vững chắc. Phó Thủ tướng Thường trực Đỗ Mười mời tôi lên cho phép xây dựng cơ sở vật chất thật khang trang, hiện đại và mẫu mực trên 40.000m2 đất. Nếu cần, Phó Thủ tướng cho phép tôi sang Cuba chọn mẫu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trần Vĩ trực tiếp chọn địa điểm rồi giao cho công ty tư vấn và thiết kế xây dựng Hà Nội thuộc Sở Xây dựng Hà Nội lập dự án thiết kế. Ủy ban kế hoạch nhà nước và Bộ Tài chính trực tiếp cấp kinh phí xây dựng 10 năm đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, tôi trồng xong cây cuối cùng thì nghỉ quản lý. Khu đất 20.000 20 m2 vuông vức có hai mặt tiền liền nhau ở ngã tư, mặt dài 150 m. Men theo vỉa hè đường Liễu Sai, năm 2006 được bầu là đường đẹp nhất Việt Nam. Khu đất vàng đã có sổ đỏ với những công trình xây dựng khang trang. Thấy thế, nhiều người phát phỏng lo cho chúng tôi. Khu đất đẹp như một cô gái đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp hơ hớ như thế kia thì coi chừng. Như vậy, mảnh đất vàng làm trường thực nghiệm ở Liễu Sai là tài sản nhà nước. Các công trình xây dựng trên đó cũng do ngân sách nhà nước cung cấp. Năm 1999, thầy Hồ Ngọc Đại nghị quản lý ở tuổi 63 chúng tôi được biết năm 1996, trên cương vị giám đốc trung tâm công nghệ giáo dục, thầy Hồ Ngọc Đại đã hợp tác với một Việt kiều Mỹ mở trường quốc tế Hà Nội trong khuôn viên mảnh đất vàng này. Nghị quản lý trung tâm công nghệ giáo dục từ năm 1999, nhưng giáo sư Hồ Ngọc Đại vẫn nắm quyền đại diện phía Việt Nam trực tiếp điều hành trường quốc tế Hà Nội đến năm 2002 trên cương vị tổng giám đốc. Báo Nhân dân ngày 23 tháng 3 năm 2006, năm 2006 dẫn lại bài báo trên an ninh thủ đô cho biết sau 2 năm hoạt động, liên doanh trường quốc tế Hà Nội đã nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng giữa chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Đình Hoan Việt Kiều Mỹ và tổng giám đốc Hoàng Ngọc Đại. Hai bên liên tục gửi đơn thư kiện cáo đến nhiều cấp ngành và thủ tướng chính phủ đề nghị can thiệp thay đổi người quản lý liên doanh. Ngày 9 tháng 1 năm 2006, thanh tra chính phủ đã có kết luận chính thức về kết quả thanh tra tại công ty liên doanh trường quốc tế Hà Nội. Theo như bản kết luận này, hàng loạt sai phạm ở đây bước đầu đã được làm rõ. Cho đến nay, sau 9 năm hoạt động, trường vẫn chưa có quy chế hoạt động chương trình giảng dạy được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trách nhiệm thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc kiểm tra, quản lý nhà nước về giáo dục và trách nhiệm thuộc về nhà trường. Theo như quy định của giấy phép đầu tư, thì trường chỉ được phép đào tạo con em người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Nhưng qua 9 năm hoạt động, trường đã đào tạo 100 học sinh Việt Nam và đến thời điểm kiểm tra Trường vẫn còn 16 học sinh Việt Nam tuyển sinh trước đây đang tiếp tục theo học. Theo báo Công an Nhân dân ngày 24 tháng 3 năm 2006. Năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đều đã phải trực tiếp có ý kiến về vụ kiện cáo này. Cho đến nay, Trường Quốc tế Hà Nội vẫn là liên doanh giữa Trung tâm Công nghệ Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam với đối tác nước ngoài. Do đó, khi tìm hiểu về các nhóm lợi ích muốn thâu tóm mảnh đất vàng trường thực nghiệm, rất mong thầy nguyễn lân hiếu quan tâm tìm hiểu thêm về liên doanh này và việc thầy hồ ngọc đại đã nghỉ quản lý nhưng vẫn nắm trường quốc tế và quan trọng hơn nữa việc cắt đất trường thực nghiệm trung tâm công nghệ giáo dục để làm trường quốc tế hà nội có phục vụ gì cho việc thực nghiệm công nghệ giáo dục chăng hay chỉ đơn thuần là làm kinh tế những ai được hưởng lợi từ liên doanh này sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết giáo sư nguyễn tiến dũng phản biện giáo sư hồ ngọc đại về công nghệ giáo dục bài viết được đăng trên trang báo Giáo Dục Việt Nam. Giáo sư Châu được gia đình cho ra học trường khác sau một thời gian thấy học ở trường thực nghiệm không đạt kết quả tốt về môn toán. Sau bài viết công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại và sự im lặng khó hiểu của giới chuyên môn, Báo Giáo Dục Việt Nam nhận được bài phản biện giáo sư Hồ Ngọc Đại về giáo dục từ giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, nguyên viện trưởng Viện Toán Lý Thuyết Viện Toán Học Charles Cộng Hòa Pháp, giáo sư Đại học Charles. Được biết giáo sư Nguyễn Tiến Dũng từng là học sinh Việt Nam trẻ nhất đạt huy chương vàng toán quốc tế năm ông 14 tuổi rưỡi. Ông được phong giáo sư toán học tại Đại học Charles năm 32 tuổi. Năm 2015, chính phủ Pháp phong ông làm giáo sư ngoại hạng. Loạt bài phản biện giáo sư Hồ Ngọc Đại về giáo dục đã được giáo sư Nguyễn Tiến Dũng viết từ năm 2012, bao gồm 6 phần nay để rộng đường sư luận và góp thêm tiếng nói bản bạc vấn đề sư luận các nhà giáo, phụ huynh và học sinh Việt Nam đang quan tâm liên quan đến công nghệ giáo dục và sách giáo khoa công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng gửi báo điện tử giáo dục Việt Nam đăng 6 nội dung phản biện của ông. Tòa soạn trân trọng gửi đến quý bạn đọc lần lượt 6 vấn đề giáo sư Nguyễn Tiến Dũng phản biện giáo sư Hồ Ngọc Đại. Văn phong và nội dung bài viết phản ánh nhận thức, quan điểm của tác giả, tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt. Giáo sư Hồ Ngọc Đại là một người cả đời nghiên cứu về giáo dục, nên át hẳn phải tham hiểu hơn tôi nhiều về triết lý giáo dục. Tuy nhiên, có một số tư tưởng của ông liên quan đến những vấn đề cơ bản của giáo dục làm tôi rất băn khoăn, nên muốn đem ra đây bàn cãi. Phần 1. Từ trừ tượng đến cụ thể hay là từ cụ thể đến trừ tượng Một trong các phương châm của giáo sư Hồ Ngọc Đại là trừ tượng đến cụ thể. Phương châm này thể hiện khá rõ trong chương trình lớp 1 công nghệ giáo dục về toán và tiếng việt của giáo sư hồ ngọc đại mà tôi sẽ bàn phía dưới ví dụ trong bài giải pháp phát triển giáo dục từ góc nhìn nhiệm vụ sư phạm có đoạn một nguyên tắc phát triển môn học thiết kế theo logic nội tại của hệ thống khái niệm khoa học tôn trọng sự phát triển tự nhiên của đối tượng không có sự cưỡng bức từ ngoài sự phát triển này sẽ là tối ưu nếu quá trình đi từ trừu tượng đến cụ thể từ chung đến riêng từ đơn giản đến phức tạp từ đơn giản đến phức tạp thì đúng quá rồi, vì phải có các yếu tố đơn giản mới hợp lại thành phức tạp. Nhưng tại sao lại từ trừ tượng đến cụ thể, từ chung đến riêng? Theo tôi thì ngược lại mới đúng. Tức là phải đi từ riêng đến chung, đi từ cụ thể đến trừ tượng mới là quá trình học tự nhiên. Nhiều khi khái niệm trừ tượng chỉ là cái vỏ, có hay không không quan trọng bằng cái ruột bên trong ra sao. Khi có ruột rồi mới cần vỏ để đóng gói lại cho ngăn nắp chứ toàn vọ không mà rỗng ruột thì chẳng để làm gì. Khi tôi nói chuyện với các sinh viên ngành toán, có nhận thấy rằng nhiều bạn thông minh nhưng hỏng kiến thức cơ bản, chính vì học một cách quá trừu tượng mà thiếu ví dụ cụ thể. Ví dụ như học giải tích hàm với các không gian rất trừu tượng nhưng không viết được công thức Pascal cho chuỗi Fourier. Không phải vô cớ mà Abel, Einstein từng nói, dạy học bằng ví dụ không phải là một cách dạy học mà là cách duy nhất để dạy học. Chắc giáo sư Hồ Ngọc Đại sẽ đồng ý rằng các kiến thức về thần kinh học giúp ích rất lớn cho các ngành khác như tâm lý học và giáo dục học. Theo hiểu biết hạn chế của tôi thì hệ thần kinh gồm có các tế bào thần kinh được nối với nhau bởi các dây nối chẳng chịt thành một mạng, hình dung tương tự như mạng Internet. Thông tin chứa đựng trong một cụm tế bào thần kinh càng sẽ được kích hoạt nếu cụm tế bào đó càng có nhiều dây nối đến các tế bào khác khi con người học một khái niệm hay bất cứ một cái gì đó mới thì hệ thần kinh ghi nhớ lại khái niệm đó vào trong một cụm tế bào thần kinh và tạo cầu nối từ cụm tế bào đó đến các tế bào khác để tạo được các cầu nối tức là phải nhận ra được các sự liên quan một khái niệm trừu tượng khi vào não phải có được những cái gì đó đã có trong não để bám víu để bám víu vào qua các cầu nối thì mới giữ lại được và dùng được chứ không thì dễ bị quên đi hoặc là tốn chỗ vô ích. Những ví dụ cụ thể dễ hiểu về những khái niệm đã quen thuộc chính là những thứ để khái niệm trừ tượng mới bám vào. Có cần dạy toán cao cấp cho học sinh lớp 1? Giáo sư Hồ Ngọc Đại tự hào về việc dạy toán hiện đại cao cấp cho học sinh lớp 1 ở trường thực nghiệm. Ví dụ bài báo, nhiều phụ huynh chẳng hiểu gì về trường thực nghiệm có đoạn. Trẻ con lớp 1 ở trường thực nghiệm được học tiếng Việt, toán hiện đại, cao cấp. Hiện đại không có nghĩa là nửa vời mà là tư duy hiện đại, tư duy theo cách làm việc và cũng cần xác định tư duy cái gì, làm việc cái gì là tốt và xứng đáng nhất với trẻ con. Các từ hiện đại cao cấp ở đây có thể gây cho một số người hiểu nhầm là trẻ em cấp 1 có thể học được toán cao cấp nhất. Có là thần đồng toán học thời nay như Terence Tao thì cũng không giỏi đến mức như vậy. Nói một cách chính xác hơn thì toán hiện đại cao cấp của giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ yếu là đưa một ngôn ngữ toán học trừ tượng vào cho học sinh cấp 1 học, chứ thực ra không có kiến thức cao cấp ở trong đó. Nếu chúng ta bỏ một cái xe đạp ba bánh cho trẻ con và một cái vỏ thùng xe máy, thì không vì thế mà xe đạp ba bánh biến thành xe máy. Một kiện hàng mà vỏ quá nặng thì ruột bị nhẹ đi. Tôi e là khi học sinh lớp 1 mất quá nhiều thời gian vào việc tiêu hóa ngôn ngữ toán học hình thức, thì thời gian dành cho việc học những khái niệm cơ bản nhất của toán học lại bị giảm đi dẫn đến hỏng kiến thức cơ bản và kết quả môn toán của các học sinh học chương trình thực nghiệm của giáo sư hồ ngọc đại cũng không lấy gì làm khả quan cho lắm như bài báo trường thực nghiệm hóa ra là phản ảnh giáo sư ngô bảo châu hay được lấy làm ví dụ về sự thành công của trường thực nghiệm nhưng có một chi tiết mà báo chí bỏ qua đó là giáo sư châu được gia đình cho ra học trường khác sau một thời gian thấy học ở trường thực nghiệm không đạt kết quả tốt về môn toán trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn cần làm bốn phép tính cộng trừ nhân chia chứ mấy khi sử dụng các thuật ngữ trừ tượng như phần bù của tập hợp a trong tập hợp b trẻ em không dùng ngôn ngữ trừ tượng như là phần bù của tập hợp a trong tập hợp b thì không có nghĩa là không biết làm phép toán đó mà chỉ có nghĩa là nó suy luận một cách cụ thể hơn trực tiếp hơn không cần phải qua cái vỏ trừ tượng hình thức hóa đó ngôn ngữ trừ tượng hình thức trong toán học là cần thiết ở những mức độ nào đó, nhưng lạm dụng nó thì chỉ làm cho mọi thứ trở nên rối rắm phức tạp mà không đi vào bản chất vấn đề. Ông Fiel Arnott có viết mô tả những người bị mắc bệnh hình thức trong toán học đại loại như sau. Thay vì nói vô rửa tay thì người ta nói có một tập hợp các trạng thái tay của vô gồm có các phần tử là vân vân và vân vân có một thời điểm T mà trước thời điểm đó tay vô va ở trạng thái bẩn, sau thời điểm đó trở thành trạng thái sạch. Nghe nói ông Komarov thời thế kỷ 20 cũng mắc sai lầm, đưa lý thuyết hình thức về tập hợp vào dạy đại trà cho trẻ nhỏ ở Nga, nhưng rồi phải bỏ sau khi bị la ó phản đối. Tất nhiên khi xã hội thay đổi hiện đại lên thì việc dạy các môn học cũng cần hiện đại lên theo, nhưng hiện đại và hình thức là hai thứ hoàn toàn khác biệt trong thế giới hiện đại, học sinh có thể được trang bị một cái cặp điện tử, chỉ nặng có 1 kg, mà vừa viết, vừa vẽ, vừa đọc được trên đó, thay vì một cái cặp với đống sách vở giấy bút nặng trình trịch. Nhưng khi học, chúng vẫn cần phải đi lên từ những cái cụ thể, quen thuộc rồi mới hiểu được các thứ hình thức trừ tượng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết triển khai sách công nghệ giáo dục, nguyên chủ tịch Hội ngôn ngữ học Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng. Bài viết đã đăng trên trang báo Lao động. Nhà giáo ưu tú Trần Chút, nguyên chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại đã vi phạm nghị quyết của Quốc hội. Ngày 10 tháng 9, trao đổi với phóng viên, nhà giáo ưu tú Trần Chút cho rằng ông còn rất băn khoăn về phương diện pháp lý của việc triển khai tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục trong nhà trường phổ thông. Theo ông Trần Chút, việc triển khai rộng rãi tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục song song với sách giáo khoa hiện hành là vi phạm nghị quyết 40 năm 2000 của Quốc hội, nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Quốc hội xác định chỉ có một chương trình và một sách giáo khoa, vậy mà Bộ Giáo dục Đào tạo cho sử dụng thêm một tài liệu tương tự sách giáo khoa thứ hai. Sách thứ hai này được dùng cho khoảng 800.000 học sinh mà lại dùng trong một thời gian dài 8 năm không qua thẩm định, năm 2017 mới được thẩm định. Đến nay, tài liệu tiếng Việt một công nghệ giáo dục của Hồ Ngọc Đại vẫn ghi là tài liệu thí điểm Tuy nhiên, thực tế đã triển khai rộng rãi trên phạm vi 49 tỉnh thành. Phương pháp dạy học của sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục cũng không đúng với quy trình. Phương pháp dạy học của sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục cũng không đúng với tinh thần luật giáo dục. Theo tác giả sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục, chỉ có giáo viên mới dạy được cho học sinh theo cách ấy. Phụ huynh học sinh hay bất kỳ ai khác dù có học vấn ra sao cũng không thể nào dạy được. Như vậy là tách rời giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, trái với tinh thần của luật giáo dục hiện hành. Tôi tha thiết đề nghị ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết quan điểm của ông về ý kiến của tôi, nhà giáo ưu tú Trần Chút nói. Về tên tài liệu là công nghệ giáo dục, ông Trần Chút cũng không đồng tình. Theo nhà giáo này, giáo dục không thể là một công nghệ, công nghệ tạo hàng loạt sản phẩm như nhau, còn giáo dục là đào tạo con người. Mặt khác, theo ông Trần Chút, học sinh lớp 1 cần học tiếng việt dưới dạng viết, làm sao để các cháu viết đúng chính tả? sách tiếng việt công nghệ giáo dục thiên về ngữ âm học, dễ gây ấn tượng dạy các cháu trở thành nhà ngôn ngữ học.